Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon Violet. Ở video trước thì tôi đã hoàn thành được cái đội hình của mình với sự góp mặt của Tinkaton. Vậy là nguyên một đội hình đã tiến hóa hết tất cả rồi. Đội hình này cũng là đội hình chính thức của tôi luôn. Thì trong phiên bản này tôi sẽ không dùng bất cứ một con Pokemon hệ rồng nào hết. Đội hình này tuy trùng hệ ma, hai con này thì trùng hệ ma nó có hơi chưa vừa ý tôi lắm, nhưng mà nói chung là cũng ok. Rồi thì ở video này tôi sẽ quay lại với vấn đề chính, đó là tôi sẽ thách đấu với lại Gym Leader hệ ma. Tức là ở thành phố này, tôi đang ở thành phố mà Gym Leader hệ băng á. Nhưng mà bây giờ mà vô đánh với hệ băng là bị đập vỡ mồm luôn ấy, cho nên là phải chạy qua đấu với hệ ma thôi anh em. Rồi, let's go. Đầu tiên là mình sẽ hồi máu cho đội hình trước ha. Hồi máu ra đã rồi đi sau. Đó. Với đội hình này thì theo đánh giá của tôi thì nó cũng ổn. Tuy nhiên thì sát thương vật lý trong team quá nhiều. Sát thương phép thì để tôi coi lại, hình như không có luôn hay sao, 5 con sát thương vật lý luôn hay sao. Rồi thôi let's go. Để tôi xem là mình sẽ đi đường nào để mà qua được cái thành phố kế bên Snowball. Cái này là khi mà đeo vào thì sẽ tăng sát thương của hệ băng. Quả bóng tuyết á, thì trong Pokemon Legend Arceus thì cái item đó lại dùng để gây choáng. Nhưng mà trong phiên bản này thì nếu đeo cho Pokemon thì các đòn tấn công hệ băng sẽ tăng lên. Pokédo nè. Ủa đi đường nào ta? Phải mò đường nữa anh em. Từ từ. Không sao, cứ mò từ từ thôi. Mà sao trên đường không gặp một trainer nào nữa nhỉ? Với level hiện tại thì tôi nghĩ là đấu với Gym Leader này là cũng ok rồi đó, không có cần phải luyện thêm đâu. Revive, ngon. À đây, mãi mới gặp một trainer. Vậy ông này tên Courier hả? Courier, come on. Hệ băng hả em? Hệ băng thì một hit. Lem chó. Mà cái con hệ lửa này của tôi chưa có chiêu lửa nào mạnh hết à. Chiêu lem chó thì nó cũng dựa vào sát thương vật lý, nhưng mà nó không mạnh lắm. Cần một chiêu sát thương vật lý hệ lửa nó mạnh hơn chút xíu nữa thì ok. Hình như tới rồi đó. Vì hai thành phố sát nhau á, cho nên là chạy qua nó cũng nhanh thôi. Gì đây? Cái dòng gì đây? À không, không phải cái dòng, mà là cái cổng chào vô thành phố anh em. Ngon. À vậy là chạy qua đây đánh được có một trainer thôi là qua tới nơi luôn á. Đội hình thì full máu cho nên là không cần phải hồi máu đâu. Hai cái kẹo tăng điểm, Hyper Potion. À có hai kẹo tăng điểm chắc xài luôn đi ha. Ủa bốn cái luôn. Con này chưa 40 nè, tăng cho nó. Đó, cho nó lên 40. Đánh với hệ ma thì cần hệ bóng tối, cho nên là con này là sẽ tăng lên. Đó. Học chiêu Energy Ball. Hệ cỏ luôn, 90 sát thương phép hả trời ơi, 90 sát thương phép, tiếc thế nha. Chiêu này thì có thể làm giảm luôn cái phòng thủ phép của đối thủ. Seed Bomb, Lower Trick, hai chiêu này đều mạnh. U-turn. Cái này lại dựa vào phép hả? Thôi không lấy, có gì học sau cũng được.
Rồi, vô gặp Gym Leader luôn anh em. Đầu tiên là sell phát cái đã. Thì đấu với hệ ma là hiện tại là trong đội hình của tôi có khá là nhiều con có thể khắc được hệ ma. Có hai con hệ ma khắc được ma nè, thêm một con Muscarada có hệ bóng tối cũng khắc được ma luôn, cho nên tôi nghĩ là cái gym này thì nó cũng không quá khó đâu hả. Gì đây? Đầu tiên là mình sẽ phải được cái Lucky Egg. What? Cái này là khi mà đeo vô thì sẽ được hưởng nhiều điểm kinh nghiệm hơn sau trận chiến. Ngon, cái Lucky Egg đó, trong các phiên bản trước á, nhất là những cái phiên bản mà cũ á, là rất là khó kiếm luôn á nha, mà trong phiên bản này mình được cho phi. Ôi vãi. Rồi, bây giờ mình sẽ tham gia cái gọi là gym test như là những cái nhà thi đấu trước. Ok, rồi, ra thi tham gia gym test luôn. Thì tôi không biết là cái gym test ở phiên bản này là bắt mình làm cái gì đây nữa. Đây đúng không? Ồ, trình diễn ca múa nhạc tập kỹ hả? Hay là bắt mình thi đấu rap Việt ta? Thấy cái sân khấu là thấy nghi nghi rồi nha. Ok, vô. Làm gì đây? Warm up the audience for Ram concept. Là cái này là mình sẽ làm hoạt náo viên hả hay sao ta? Tức là bây giờ sân khấu ít khán giả quá, mình sẽ warm up lên để mà thu hút. Warm up có nghĩa là tạo nhiệt á, làm cho sôi động á. Ôi, what the hell? Làm cho sôi động bằng cách thi đấu Pokemon hả? Rồi tung ra hai con hệ ma luôn. Ok, xa đột lo và xa đột bình. Một em làm sao chịu nổi. Làm sao chịu nổi xa đột lo và xa đột bình. Xong. Gym test này có vẻ đơn giản à, chỉ cần đấu thôi đúng không? Đó. Mọi thứ bắt đầu trở nên sôi động hơn chút. Có đèn đốm đồ đàng hoàng mở lên, nhưng mà người xem vẫn le que anh em. Nhưng mà họ cảm thấy rất là thích. Có vẻ như đang hò reo rất là nhiệt tình. Tép. Một anh chàng cowboy. Hunter hả? Ok, vẫn là xa đột lo và xa đột bàn. Làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi. Bốn ba luôn. Làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi. Lại mạnh lên nữa rồi. Còn trận nào không? Ủa, cái này đấu với MC luôn.
Ok, vô. Vô. À, xa đột lo. Ôi, con này nó không còn sợ ma nữa rồi. Con xe bò ai nè. Một hit. Ow! Nó bắt đầu đông người xem lên được chút rồi đó. Ok, làm cho vẫn là Shadow Ban. Lên đường. Xong. Ok, vậy là chắc là tôi đã hoàn thành cái gym test này rồi. Khá là đơn giản, chỉ việc đấu 3 trận thôi. À, đông lên được xíu. Có cả Pokemon đứng coi luôn vậy. Xong. Ủa, gì vậy? Đấu luôn hả? Ủa, đáng lẽ phải cho mình hồi máu, mình sell đồ chứ. À không, hình như là lên rap thôi. Tôi nhìn cái body của bà này là tôi biết bà là rapper rồi, chứ không thể nào là một ca sĩ hát nhạc pop hay là R&B được. Chắc chắn là rapper. Rồi, hồi máu phát và mình sẽ có một trận đấu với Gym Leader luôn. Nhưng mà hồi máu cái đã, gì cũng phải hồi máu anh em. Ui 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 ui, what the hell. And... hồi máu phát nào. Ok, vô. What the? Ok, sell phát. Vô. Sẵn sàng luôn. Vô. À, đúng là rapper phải không? Cái chữ vô đó là chỉ có rapper mới xài thôi. Vô, come on, vô, vô. Ủa, có khứa này nó lại khách đấu trước hả hay sao? Đấu rap hả hay đấu Pokemon vậy? Hình như đấu rap anh em ạ. Thì cái bà Zidder này bà cũng tên là Ram. Cái chữ Ram này á, cái chữ Ram tên của bà mà thêm chữ H vô á, có nghĩa là hình như là vần đúng không? Vần, âm vần. Cái chữ Ram trong Ramastic ấy, hình như là vần á. Hiếu chữ H rồi. Vô luôn. Tôi là quốc Pokemon chứ không có đấu rap đâu nha. Ok.
Đúng là phong cách rapper. Đấu đôi luôn. À ok. À xa đột lo. Và xa đồ bền. Gì đi trước luôn hả? Ui da. Rồi hai con đi trước luôn. Ow. Thích đi trước không? Thích đi trước không? Come on. House Stone. À con này hả? À tăng sức tấn công lên. À vẫn là xa đột lo và xá đồ bền. À, nó đi trước không à? Hết. Học chiêu luôn. Von Squid chiêu này thì giật điện phát là sẽ đổi Pokemon khác đúng không? 70 sát thương phép. À, cũng ngon, 100 chính xác. À, agility tăng beat hả? Bỏ đi. Lên đường. Xài hai con này thôi cũng đủ rồi á. Học chiêu luôn. Alive Squid. What? Alive Squid. Teleport using Train Power and Squid Play. Squid One of its Alive. À, cái này là sẽ đổi vị trí với lại một con Pokemon đồng đội. The Mugen of Failing Ride. À, chiêu này thì tôi nghĩ là không cần thiết lắm. Hoặc là tôi chưa hiểu hết công năng của nó. Lavalum. Bỏ Lavalum đi ha. Lavalum này dùng sát thương phép. Tôi sẽ thử dùng cái Alive Squid này xem. Có lẽ là tôi đọc thì tôi chưa hiểu được hết cái tính năng của nó. Green. Cái này là giảm phòng thủ hả? Không cần. Sao level như đây rồi mà học chiêu Green trời. Còn đúng một con thôi đúng không? À, con này Terra lửa rồi. Oh man, tăng máu cái. Con này Terra gì? Con này Terra giác đấu. What the hell? À rồi, vậy đi. Bả Terra lên rồi. Ủa? Ủa nãy tôi bấm Terra hả ta? Thôi kệ Terra cũng được không sao. Terra giác đấu nhưng mà xài hệ xài chiêu hệ ma. Con chó nó nhảy trên cái loa. Nhìn tếu vãi.
Ồ, đúng là phong cách rocker. Chủ nhân thì là rapper, còn Pokemon thì là rocker. Nhưng mà rất tiếc là một hit là lên đường. Terra là chưa kịp làm gì. Xong. Thù, mặt giận dỗi nhưng mà vẫn đưa ngón tay công nhận mình ha. Vừa được đấu gym mà vừa được nghe thi rap nữa anh em. Được ấy quay, không phải thi mà trình diễn. Rồi, 6 huy hiệu rồi đó. Được chiêu Shadow Ball. Chiêu này thì tôi nghĩ không cần đâu, vì cả hai con hệ ma của tôi đều là thuần vật lý. Chiêu Shadow Ball này thì nó là sức tấn công phép. Xong. Mắt ông này một vàng hả, có đeo len không vậy? Ổng cũng đã giới thiệu từ đầu rồi, ổng là thành viên của Elite Four, tức là gì? Tôi cứ đọc Elite Four rồi, Elite Four tức là tứ thiên vương á. Ok, rồi, vậy là video này cũng sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau thì tôi sẽ tiến hành tôi đi đấu với lại Titan tiếp theo. Nếu anh em thấy hay thì hãy để lại một like, hãy chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên nhấn nút đăng ký phía bên dưới để cùng đồng hành với tôi trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.